chào tất cả quý vị, các cô bác, anh chị và các bạn. Hôm nay chị sẽ gửi một số hình ảnh về cơn bão Laura đang diễn biến như thế nào sau khi đổ bộ vào tiểu bang Louisiana và tiểu bang Texas. Đây là những hình ảnh được chụp từ vệ tinh vào ngày hôm thứ Tư, ngày 26 tháng 8 năm 2020. Và theo Trung tâm Dự báo bão đã cho thấy rằng cơn bão Laura này đã tràn qua vịnh Mexico. Trung tâm bão quốc gia đã cho biết là cơn bão sẽ mạnh lên vào ngày thứ Tư, trở thành cơn bão cấp 4 cực kỳ nguy hiểm. Và cơn bão Laura sẽ dự kiến tấn công vào đêm thứ Tư và vào sáng thứ Năm dọc theo biên giới của tiểu bang Louisiana và Texas. Theo Bộ phận Quản lý Khẩn cấp của Bộ An ninh Nội địa và Bộ phận Khẩn cấp của Virginia đã bắt đầu chuẩn bị cho mối đe dọa thời tiết khắc nghiệt này. Và cùng với các cuộc họp giao bang ở Trung tâm Điều hành Khẩn cấp của tiểu bang và Cơ quan Quản lý Khẩn cấp của liên bang và Lực lượng Vệ binh Quốc gia và các thủy thủ đoàn đang tham gia với các văn phòng quản lý khẩn cấp của các tiểu bang khác, chẳng hạn như tổ chức tình nguyện hoạt động trong thảm họa và hội chữ thập đỏ để sẵn sàng ứng phó với thời tiết. Và cơn bão Laura đã đổ bộ vào Cameroon và Louisiana vào khoảng 1 giờ sáng hôm nay và 2 giờ sáng theo giờ của địa phương, với sức gió là 120 mph trên 1 giờ. Theo Trung tâm Quốc gia, Trung tâm Phòng chống bão quốc gia đã gọi đó là một cơn bão cực kỳ nguy hiểm. Và sau khi đổ bộ vào đất liền thì nó hạ thấp trở thành cơn bão cấp 2 và nó dự kiến là sẽ đi về phía bắc của Louisiana đến chiều thứ Năm. Và cơ quan thời tiết ở quốc gia cho biết rằng sức tàn phá có thể lan rộng vào đất liền ở phía đông của tiểu bang Texas và phía tây của Louisiana. Những điều này đã khiến cho cơn bão Laura trở thành cơn bão dữ dội nhất đã đổ bộ vào tiểu bang Louisiana trong 164 năm kể từ khi cơn bão lớn cuối cùng vào năm 1856. Và nó cũng được gắn liền với cơn bão mạnh nhất được ghi nhận đã từng được đổ bộ vào bang này. Sau khi mà cơn bão Laura đã đổ bộ vào Cameroon thì nó như một con quái vật cấp 4 hung dữ và với sức gió là hơn 150 dặm một giờ vào đầu ngày thứ Năm là buổi sáng sớm ngày hôm nay đó các bạn. Và hiện tại bây giờ là có rất là nhiều ha những cái cơn bão, các bạn thấy cái chiếc xe tải này nè, các bạn nhìn nè, nó đánh cơ bằng cái xe tải, cái xe này nó to như vậy đó, nó một cái một là nó ngã ngang luôn, các bạn thấy cái sức gió nó mạnh tới cỡ nào không, rất là khủng khiếp luôn đó. Các bạn nhìn lại một lần nữa nè đó, các bạn thấy không, đây là những cái hình ảnh mà họ ghi lại được trong sáng hôm nay, rạng sáng ngày hôm nay khi mà cơn bão đổ bộ vào đất liền. Và đây là những cái hình ảnh mà các bạn thấy là một cái đám cháy rất là lớn đã bùng phát trên hồ Charles, Louisiana vài giờ sau khi tâm bão Laura đã đi qua thành phố. Cảnh sát của tiểu bang Louisiana đã cho biết là họ đang ứng phó với sự cố rò rỉ tại một cái công ty sản xuất hóa chất dọc theo xa lộ ở liên tiểu bang 10, ngay phía tây của hồ Charles ở Louisiana, nơi bị ảnh hưởng nặng nề khi cơn bão đổ bộ vào bờ vào đầu sáng thứ Năm ngày hôm nay. Thống đốc của tiểu bang Louisiana đã cho biết là ngọn lửa bùng phát vào sáng nay ngay bên ngoài thành phố và khuyên những người sống sót sau cơn bão nên trú ẩn tại chỗ. Đây là các bạn nhìn thấy cái hình ảnh của cơn bão nó đi qua, nó tàn phá như thế nào. Trung tâm bão quốc gia đã cảnh báo nước dâng lên do bão Laura có thể đạt đến độ cao không thể di chuyển được ở 20 feet từ các vùng ở tiểu bang Texas và Louisiana, có khả năng nhấn chìm toàn bộ cộng đồng. Và cơn bão này thì các bạn nhìn thấy rồi ha, nó đã tăng 87% sức mạnh chỉ trong vòng 24 giờ tới mức mà Trung tâm bão quốc gia gọi là cực kỳ nguy hiểm. Bởi vì cơn bão này nó lấy năng lượng từ cái vịnh Mexico và hệ thống này khi cái thủy triều lên cộng với lại cái nghĩa là cái thời tiết ấm á, thì nó sẽ tạo lên cái cơn bão nó càng mạnh hơn nữa. Và cơn bão này sẽ rất là thảm khốc và cũng đã gây ra triều cường. Các bạn thấy là nước nó dâng lên khắp nơi đó, bão rồi cộng thêm triều cường nữa, cho nên là cái sức tàn phá của nó sẽ ảnh hưởng mạnh hơn. Triều cường dâng lên cho nên là nước nó sẽ ngập khắp nơi, cộng với bão nó đưa những cái cơn sóng biển đưa vào trong thành phố, cho nên là các bạn thấy là nước nó sẽ gặp ngập khắp nơi luôn, các bạn thấy không. Trên đường dự báo thì bão Laura sẽ di chuyển vào đất liền qua miền Tây Nam của Louisiana vào sáng thứ Năm và sẽ chuyển động tiếp tục trong ngày và cuối cùng suy yếu thành bão cấp 2 khoảng vào lúc 7 giờ sáng ngày thứ Năm này. Và sau đó tiếp tục đi về phía Bắc ở cấp các tiểu bang vào ngày hôm nay. Đây là những hình ảnh các bạn thấy nước triều cường
và nó dâng lên, và đây là những hình ảnh mà sáng sớm ngày hôm nay đó, sáng sớm ngày hôm nay nó gây ra. Rồi bây giờ là các bạn thấy là tất cả mọi thứ tan hoang hết. Và trở lại, đây là cái đám cháy mà hiện tại là mình vẫn đang thấy là rất là nhiều cái máy camera họ quay lại những cái cảnh tượng ha, rồi những cái cảnh mà cơn bão đã đi qua như thế nào. Và các bạn thấy là cái thiệt hại nó để lại. Đây là những cái xe của chính phủ đã đến để hỗ trợ những cái người dân hay là những cái nơi mà đang gặp bão như thế này. Và đây là nước dâng lên khắp nơi, mọi người đã di tản hết rồi, cho nên cũng sẽ không ảnh hưởng gì về tổn thất về người. Và đây trở lại là cái đám cháy các bạn. Vì đây là một cái hãng mà để mà họ chế tạo, họ sản xuất hóa chất đó các bạn. Cho nên là cái khói này nó rất là độc ha. Và phát ngôn viên cảnh sát ở tiểu bang Louisiana đã cho biết là họ đã phản ứng và đang nỗ lực. Lúc này là mình đang xem cái video này đó các bạn, là họ đang nỗ lực để mà dập tắt lửa. Và họ cho rằng cái chất mà clo là một cái hóa chất độc hại có thể gây chết người, từ cái việc mà cháy cái xưởng này nó sẽ gây ảnh hưởng đến người dân. Vì vậy là họ khuyến cáo những người dân ở đây nên đóng tất cả các cửa sổ và các cửa nhà của mình lại để không có hít phải cái khói này, bởi vì nó rất là, có nghĩa là cái hơi của nó rất là độc các bạn. Và họ nói là khi mà cái chất độc này nó thoát ra ngoài, nó sẽ nhanh chóng biến thành khí và lan truyền nhanh chóng xuống gần mặt đất. Và khí gas này có thể nhận biết được giống như là cái mùi hăng khó chịu, giống như mùi thuốc tẩy. Và cái mùi nồng của nó có thể cung cấp cảnh báo đầy đủ cho mọi người rằng họ đang tiếp xúc với lại cái chất rò rỉ này. Và để các bạn nhìn lại một số hình ảnh mà mình chia sẻ với các bạn coi, thì mình thấy rằng đây là những cái hình ảnh mà thực sự ra là tất cả những cái cơn bão nào hàng năm đều xảy ra. Thì ở Mỹ này mỗi năm thì bão ở Florida hay là Texas thì mình cảm thấy là nó cũng xảy ra thường rồi các bạn ha. Nhưng mà năm nay là cái cơn bão này là cơn bão lớn nhất trong năm nay, và có thể là nhiều năm trước đây nữa. Cho nên là mọi người rất là lo lắng và có thể là di chuyển trong cái thời điểm này. Cùng với cái lúc mà Covid nó đang xảy ra như vậy, cho nên là mọi người cũng rất là khó khăn. Và khi mà phải vừa chống dịch mà vừa chống bão nữa đó, các bạn thấy là coi như là tràn lan hết luôn, và nhà cửa cũng hư hỏng hết luôn đó. Những cái thông tin này là từ ở trang báo mình đọc được ở đây sáng nay, là những cái hình ảnh này là ở Louisiana đó các bạn. Đây là cái hình ảnh của downtown Louisiana. Thì cơn bão này thì ban đầu dự kiến là sẽ đổ bộ vào và sẽ ảnh hưởng, gây trực tiếp ảnh hưởng đến tiểu bang Louisiana và tiểu bang Texas. Nhưng mà sau khi nó đi qua rồi thì ảnh hưởng nặng nhất là Louisiana, còn ở Texas thì chỉ một phần nào thôi các bạn. Ở tiểu bang Houston, ở thành phố Houston và thành phố Austin thì ngày sáng hôm nay thì cũng mình thấy một số bạn bè cũng nói là cũng bình yên, cũng không có gì, thì mình cũng rất là mừng, cảm thấy rất là mừng cho họ là bởi vì không bị ảnh hưởng. Nhưng mà những cái khách sạn, những cái nơi mà ở để mà cho người dân đi lánh nạn á, thì ở những cái thành phố đó thì hầu như là đã chật kín phòng rồi, bởi vì không còn chỗ để mà người ta đi lánh nạn nữa đó. Sáng nay mình có chia sẻ cái thông tin cho các bạn xem đó. Và đây là những cái hình ảnh mà những người dân không có còn ai ở đây nữa, có nghĩa là họ cũng di tản hết rồi, họ nghỉ, họ đóng cửa hết rồi. Và ảnh hưởng của cơn bão đi qua rồi, các bạn thấy nó tàn phá là sau khi mà cơn bão đi qua rồi phải cần thời gian để khắc phục lại. Và để biết được cái sức ảnh hưởng của cơn bão này nó như thế nào, thì ở Quỹ ban phòng chống bão lụt của quốc gia họ cũng đưa ra cho mình những cái cấp độ bão để mình có thể nhận biết được cái cơn bão này cấp độ như thế nào các bạn ha. Có 5 cấp độ mà họ đã đưa ra, từ 1 tới 5. Thì cấp độ cao nhất là coi như nặng nề nhất là cấp độ 5. Thì đây là cái cơn bão này á, là các bạn nhìn thấy là cái cơn gió, các bạn thấy họ đưa ra những từ cấp độ nha. Cấp độ 1 á, là khoảng cơn gió mạnh là khoảng 74 đến 95 dặm một giờ. Và những cơn gió rất nguy hiểm sẽ gây hại ra một số thiệt hại, chẳng hạn như những cái khung nhà được xây dựng á, thì nó sẽ gây hư hại cho mái nhà, rồi những cái tấm vách lợp hay là những cái tấm nhựa và máng xối, những cành cây sẽ đổ ngã, để những cái cây mà có những cái rễ đó nó sẽ bật gốc lên, có nghĩa là nó làm sẽ hư hại những cái căn nhà mà có thể là xây dựng tốt đi chăng nữa nó cũng bị bật ra. Đó là cái cấp độ số 1 ha. Rồi cấp độ số 2 là khoảng 96 đến trên 110 dặm một giờ, và có những cái cơn gió cực kỳ nguy hiểm sẽ gây ra thiệt hại trên diện rộng hơn. Và khi cơn gió đã gây ra những cái vấn đề mà nhà cửa bị hư hại như vậy, sẽ dẫn đến cái việc mà mất điện toàn diện, có thể là một vài ngày hoặc là một vài tuần.
để có thời gian để sửa chữa lại. Và đó, cấp độ 3 đó là gọi là bão lớn rồi các bạn. Thì nó sẽ có cái sức gió là 111 đến 129 dặm trên một giờ, sẽ gây ra thiệt hại nghiêm trọng hơn và những cái ngôi nhà sẽ được có nghĩa là sẽ bị hư hỏng nặng hơn và có khi là phải bung hết những cái nóc nhà, coi như sàn nhà rồi coi như là bung lên hết luôn. Và cây cối sẽ đổ ngã rồi chắn ngang giữa đường, có nghĩa là bật gốc là nằm giữa đường luôn các bạn. Cái này là sức gió rất là mạnh luôn, các bạn nhìn thấy rất là lớn luôn ha. Đó, rồi điện nước là cũng sẽ bị tương tự như cái việc mà mất điện luôn. Rồi cứu hộ là phải đi để mà đến những cái nơi mà ngập lụt á, mà không có thể nào mà vận chuyển bằng xe cộ được, thì sẽ có những cái chiếc trực thăng để mà cứu hộ cho những cái người mà bị bão lụt. Thì các bạn thấy là cái này là cấp độ 3 thì nó rất là lớn rồi. Và đây là cấp độ 4 các bạn. Khi nói đến cấp độ 4 thì thiệt hại thảm khốc hơn sẽ xảy ra, vì sức gió của nó là 130 dặm đến 156 dặm một giờ. Và những cái ngôi nhà đó là gọi là có thể gọi là chỉ là bật hết luôn. Khi mà cơn bão này số 4 này mà đi qua rồi thì chỉ còn lại cái sàn nhà thôi các bạn. Khi cơn bão đi qua rồi các bạn nhìn thấy nè, nó sẽ không còn gì hết. Nó chỉ là cái gốc cây to như vậy mà nó cũng bật lên hết luôn là các bạn biết rồi ha. Cột điện cũng có thể bị bật luôn. Cột điện hay là cây gỗ gì đó là coi như là không còn gì hết. Các bạn nhìn thấy nó tan hoang không? Đó là cái cấp độ số 4. Đó, đây là những cái hình ảnh mà ở trung tâm dự báo bão người ta đưa ra cho mình thấy được những cái cấp độ nó lớn như thế nào đó các bạn, từ 1 cho đến 5 ha. Thì đối với những cấp độ nào thì bão nó cũng có một cái sự gây tổn hại nhất định. Nhưng mà càng cao cấp độ 1, 2, 3 thì nó cũng có thể gọi là cái sự ảnh hưởng của nó không đến nỗi nào. Nhưng mà đến cấp độ 4, 5 như ngày hôm nay thì có thể gây ra những cái tornado như thế này. Rồi cảm ơn tất cả các bạn đã xem cái video ngày hôm nay của Chi cập nhật tình hình về cái diễn biến của cơn bão đi qua. Có một vài thông tin chia sẻ đến tất cả quý vị. Rồi cảm ơn tất cả quý vị đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Nếu các bạn thích cái video này có thể cho mình một cái like nha. Rồi xin chào tạm biệt tất cả quý vị và hẹn gặp lại những video sau. Xin chào cả nhà.